Bạn đã bao giờ ngước nhìn lên bầu trời đêm và bị mê hoặc bởi một rừng sao rực rỡ chiếu sáng trên đó chưa? Đó là dải ngân hà, và đằng kia là những thanh sô-cô-la. Bầu trời đầy những thanh kẹo, ha ha ha, tôi đùa đấy. Dải ngân hà là thiên hà nơi mặt trời của chúng ta treo lơ lửng trong đó. Mặt trời không phải là ngôi sao duy nhất trong dải ngân hà, và dải ngân hà cũng không phải là thiên hà duy nhất trong vũ trụ. Các nhà thiên văn học từ lâu đã thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu xem chính xác có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ. Và bạn sẽ không tin được con số mà họ đã khám phá ra. Theo thời gian, khi con người tiến bộ, phạm vi hiểu biết về cái mà chúng ta gọi là vũ trụ cũng được mở rộng. Đầu tiên, chúng ta từng nghĩ rằng trái đất nơi chúng ta đang sống cùng với mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tạo nên toàn bộ vũ trụ. Vì vậy, một cách thực tế, phần lớn thời gian của lịch sử loài người, chúng ta đã xem dải ngân hà là vũ trụ duy nhất. Chúng ta đã nghĩ rằng tất cả các ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy đều thuộc về nó. Niềm tin này được giữ vững cho đến những năm 1900, khi các nhà khoa học như Henrietta Swan Leavitt và Edwin Hubble nhận thấy những ngôi sao có độ sáng dường như thay đổi khi quan sát từ trái đất. Họ gọi đây là những sao biến quang. Leavitt đã nghiên cứu mạnh mẽ hàng ngàn sao biến quang. Cô phát hiện ra rằng một số ngôi sao nhất định được gọi là những biến quang Cepheid có cùng độ sáng nếu chúng lấp lánh ở cùng tốc độ. Phát hiện này đã mở ra một hướng đi quan trọng trong việc đo khoảng cách giữa các ngôi sao và thiên hà. Nó cung cấp một phương pháp để liên kết độ sáng với khoảng cách. Sau đó đến Hubble, người sử dụng kính viễn vọng Hooker tại đài thiên văn Mount Wilson, California, và đã xác định được một vài trong số những sao biến thiên này. Sau đó ông đã sử dụng một số phức hợp toán học để tính khoảng cách của những ngôi sao này. Tính toán của ông cho thấy những ngôi sao này ở quá xa đến mức không thể thuộc về thiên hà của chúng ta. Vì vậy, ông kết luận rằng chúng phải là thành viên của các thiên hà xa xôi khác, chứ không phải dải ngân hà. Khám phá này đã thúc đẩy các nhà thiên văn học tìm ra chính xác có bao nhiêu thiên hà ngoài vũ trụ. Để hỗ trợ sứ mệnh này, ngày càng có nhiều kính viễn vọng hiện đại được phát triển. Ngày nay, chúng ta có kính viễn vọng cả trên mặt đất và ngoài không gian, thường xuyên nhìn chằm chằm vào vũ trụ rộng lớn để có thể phát hiện ra được các thiên hà mờ nhạt và xa xôi nhất. Đóng góp chính cho nhiệm vụ này và hướng tới việc làm cho thiên văn học trở nên phổ biến là kính viễn vọng không gian Hubble, được đặt theo tên nhà thiên văn học nổi tiếng Edwin Hubble. Kính thiên văn này đã được phóng lên quỹ đạo trái đất tầm thấp vào năm 1990 và đến nay vẫn hoạt động. Nó đã thử kiểm tra không gian ngoài thiên thể lần đầu tiên vào năm 1995. Hình ảnh mà kính viễn vọng thu được gọi là vùng sâu Hubble, và trong đó các nhà khoa học có thể xác định 3.000 thiên hà khác biệt. Các quan sát ngoài thiên thể tương tự khi sử dụng Hubble và các kính thiên văn khác đã tiếp nối thành công của nó, và họ đã tìm thấy thậm chí còn nhiều thiên hà hơn nữa. Nhờ vào các trải nghiệm này, các nhà khoa học xác định rằng có khoảng 125 tỷ thiên hà. Nhưng con số khổng lồ đó dường như trở nên mờ nhạt so với những gì các nhà khoa học tiếp tục khám phá được vài năm sau đó. Năm 2016, một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học dẫn đầu bởi một nhà vật lý thiên văn đến từ Đại học Nottingham đã sử dụng mô hình 3D các hình ảnh được kính viễn vọng không gian Hubble thu thập trong hơn 20 năm để xác định số lượng thiên hà. Những gì họ khám phá được thật là tuyệt vời. Theo đó, có hơn 2.000 tỷ thiên hà. Những thiên hà này nằm trong cái được gọi là vũ trụ quan sát được. Vũ trụ quan sát được là một phần của vũ trụ, có thể nhìn thấy được từ trái đất hoặc từ các kính viễn vọng trên không gian như Hubble. Cho đến thời điểm hiện tại, người ta đo được đường kính của nó là 93 tỷ năm ánh sáng. Những thiên hà này là những thiên hà mà ánh sáng của nó đã đến được với chúng ta kể từ khi hình thành vũ trụ. Chúng tôi có làm bạn ngạc nhiên không? Vâng, tiếp tục nào. Sự cải tiến của công nghệ tìm kiếm ánh sáng mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường giờ đây đã giúp chúng ta có thể khám phá ra các thiên hà mà không thể phát hiện được bởi Hubble. Những thiên hà này chủ yếu nằm trong một khu vực được gọi là vùng che khuất. Nó là khu vực trên bầu trời mà bị che khuất bởi dải ngân hà. Thiên hà xa nhất mà chúng ta có thể quan sát được cho đến nay được đặt tên là EGS-Z8-1. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt biệt danh cho nó là Bob. Nó xa đến nỗi ánh sáng từ đó mất hơn 13 tỷ năm để đến với chúng ta. Chúng ta được học trong vật lý rằng chúng ta không thể nhìn thấy một vật thể cho đến khi ánh sáng từ nó chiếu tới chúng ta. Và mặc dù ánh sáng truyền đi rất nhanh, nhưng vẫn cần thời gian để đi được quãng đường dài như vậy. Ví dụ mặt trời của chúng ta cách trái đất khoảng 93 triệu dặm, và ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút và 20 giây để đến được đây.
Và vì vậy, nếu ánh sáng từ ngôi sao gần nhất Alpha Centauri mất hơn 4 năm để đến với chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh 4 năm trước của ngôi sao đó. Ánh sáng bạn nhìn thấy từ máy tính hoặc màn hình điện thoại của bạn chỉ được tính bằng nano giây. Bây giờ cùng quay trở lại với thiên hà xa nhất được biết đến, EGSGS81 hoặc BOB, vì ánh sáng của nó mất khoảng 13 tỷ năm để đến với chúng ta. Điều này có nghĩa là những gì chúng ta thấy về thiên hà này hôm nay là hình ảnh của thiên hà đó cách đây khoảng 13 tỷ năm, rất lâu trước khi trái đất hay thậm chí là mặt trời của chúng ta ra đời. Việc phát hiện ra các thiên hà như vậy đã giúp các nhà thiên văn học hiểu được vũ trụ bắt đầu như thế nào và sau đó đã tiến hóa như thế nào. Hiện tại, nói chung chúng ta thừa nhận rằng vũ trụ đã khoảng 13,8 tỷ năm tuổi. Cho nên, thiên hà BOB chắc chắn là một trong những thiên hà sớm nhất hình thành trong vũ trụ. Nhìn vào nó cũng giống như nhìn vào quá khứ của vũ trụ. Một khía cạnh rất hấp dẫn và đôi khi khó hiểu của vũ trụ là kích thước của nó không phải là vĩnh viễn. Thay vào đó, nó đã phát triển kể từ khi nó được tạo ra bởi vụ nổ lớn Big Bang. Và một vật thể càng ở xa chúng ta thì nó càng di chuyển ra xa chúng ta. Vì vậy, tại thời điểm ánh sáng từ một thiên hà xa xôi đến với chúng ta thì thiên hà đó đã di chuyển xa hơn. Điều này gây khó khăn cho việc tính toán khoảng cách thực tế của các thiên hà xa xôi, bởi vì khi chúng ta nhìn thấy chúng, khoảng cách đã thay đổi. Vì vậy, theo một số tính toán phức tạp, thiên hà xa xôi nhất cách chúng ta khoảng 32 tỷ năm ánh sáng và vẫn đang di chuyển ra xa chúng ta, càng ngày càng tăng tốc. Lý thuyết vũ trụ giãn nở cũng có nghĩa là một điểm trong vũ trụ mà từ đó mọi thứ đang di chuyển ra xa chúng ta với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Một điểm vượt ra khỏi mọi giới hạn. Với kiến thức khoa học và công nghệ hiện tại của chúng ta không thể tìm ra. Đây là một nơi mà ánh sáng tại đó không bao giờ có thể đến được với chúng ta. Cho đến nay, ngôi sao màu xanh khổng lồ có tên là Icarus là ngôi sao độc lập xa nhất mà chúng ta nhìn thấy. Bình thường, nó quá mờ đến nỗi không thể nhìn thấy, ngay cả với các kính viễn vọng lớn nhất và hiện đại nhất mà chúng ta có ở hiện tại. Nhưng có vẻ như thiên nhiên muốn chúng ta được nhìn thấy nó một lần. Nhờ vào một sự may mắn tự nhiên nào đó mà ánh sáng yếu ớt của ngôi sao bỗng vụt sáng chói. Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble của NASA liền có thể xác định chính xác ngôi sao xa xôi này và nó đã lập kỷ lục khoảng cách mới. Ngôi sao nằm trong một thiên hà xoắn ốc rất xa. Nó xa đến nỗi ánh sáng của nó phải mất 9 tỷ năm để đến trái đất. Tất cả những khám phá này thật là tuyệt vời. Nhưng các nhà khoa học không bao giờ hài lòng với những gì họ biết hoặc có. Họ có một khát khao không thể chối cãi là luôn muốn biết và phát triển những điều mới. Vì vậy, để quan sát các vật thể ở xa, rất xa và khó phát hiện bằng kính viễn vọng, họ đã phát triển một mạng lưới quan sát ở Hà Lan, có thể nhìn thấy các nguồn sáng mà kính viễn vọng thông thường không thể. Kính thiên văn mới này hoạt động bằng cách phát hiện bức xạ được tạo ra bởi sự tương tác của các vật thể vũ trụ khổng lồ. Mạng lưới kính viễn vọng này được gọi là giao thoa kế tần số thấp hoặc LOFA. Hơn 200 nhà khoa học từ 18 quốc gia khác nhau đã tham gia vào một nghiên cứu đầy cảm hứng, sử dụng thiên văn vô tuyến để phân tích một phần nhỏ của bầu trời phía trên bán cầu Bắc. Trong thí nghiệm này, họ đã có thể xác định được 300.000 thiên hà mới. Nhưng ngay cả với các hệ thống tiên tiến như vậy, các nhà khoa học nói rằng cho đến nay họ chỉ mới có thể thiết lập biểu đồ 2% bầu trời. Nhóm các nhà khoa học hiện dự định để mắt đến toàn bộ bầu trời phía Bắc. Họ hy vọng có thể khám phá thêm nhiều thiên hà mới, có thể làm sáng tỏ các lĩnh vực nghiên cứu khác, bao gồm cả vật lý của các lỗ đen, cũng như nghiên cứu về cách các cụm thiên hà phát triển. Nhưng chúng ta sẽ dừng lại với các hệ thống lô phà chứ? Rõ ràng là không. Nếu có một thứ gì đó không đổi trong quá trình tiến hóa của con người, thì đó là sự thật rằng chúng ta luôn luôn tiến bộ. Và với thời gian, tốc độ của sự tiến bộ này chỉ có thể tăng lên. Vũ trụ, như tôi thấy, nó rộng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể khám phá. Nhưng nó chắc chắn không làm nản lòng những người tìm kiếm. Nó chỉ làm cho họ quyết tâm hơn. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó sớm thôi, chúng ta khám phá ra được thêm nhiều thiên hà hơn nữa và ở khoảng cách xa hơn nữa. Thế còn bạn? Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ khám phá ra nhiều thiên hà hơn nữa không? Thậm chí là chỉ trong 10 năm. Hãy cho tôi biết bằng cách để lại bình luận nhé. Nếu bạn đã biết thêm được điều gì đó mới hôm nay thì hãy đừng quên cho video này một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé. Và chúng tôi còn rất nhiều video thú vị để bạn khám phá đấy. Trong rừng không có internet đâu. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn cho mình một video bên trái hoặc phải, nhấp vào nó và thưởng thức. Cùng nhau soi sáng thế giới nhé.